Hello, xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai cặp vỏ thùng loa dị bên SRX725, hàng đời đầu tiên nhập từ Trung Quốc về Việt Nam, với những cái nước sơn sơn sàn cát rất là chắc chắn. Ơ, tháo đi. Bây giờ là em sẽ tháo ra cho các bác xem nhé. Thì đây là một đơn hàng một chú ở ngoài Hải Dương, chú nhờ em thanh lý bán hộ. Đấy, thanh lý bán hộ hai cặp vỏ 725 với mức giá em đề xuất bán hộ, có khả năng bán hộ được là 3.500.000 đồng một cặp. Thùng xịn nhá, thùng 725 xịn đấy, không phải là thùng 725 vớ vẩn đâu. 725 xịn và bán hộ chú là 3.500.000 một cặp. À, với thùng và phân tần thì em sẽ lấy phân tần cho các bác xem. Phân tần thì chú đưa vào em cũng để một đống ở trong góc đâu đây này, vừa nãy có bê vào và bây giờ không nhớ để đâu rồi, hơi vui tính rồi. Đấy, rồi tí phân tần em sẽ tìm sau. Thì bây giờ em cho các bác xem là cái thùng này là 725 xịn ngày xưa nhá, là trên nóc có dây này, sau lưng có dây này, và dưới gầm loa nó không có dây, dây treo này, 725 xịn này, thùng xịn đấy nhá, không phải là 725 mỹ xịn đâu. Còn đây là Trung Quốc loại 1 xịn, thùng đời đầu Việt Nam đi nhập của Trung Quốc về và chơi. Đấy, đây cũng có ốc kia nó nẹp này, nó giữ này, cả một mạng này. Đấy, có tay sách này, rất đầy đủ nha. Còn ba con ốc dưới này. Thùng đời đầu thùng xịn, thanh lý bán hộ mong muốn là bán được với mức giá là 3.500.000 đồng trên một cặp, mong muốn bán hộ đấy nhá. Không, em không phải là nói thách nói tướng nên là gì đâu, mà đây là thùng xịn này, mong muốn là bán hộ. Còn nếu như mức giá đó mà không bán được thì là lại gửi lại chú, bảo chú ơi cháu không bán được giá đó, chú xem thế nào. Đấy, được không ạ? Đây là mong muốn đấy nhá. Nên là các bác nào có thích thì cũng hãy cho em một vài ý kiến. Đấy, đây là sau khi mở ra này, thùng ở bên trong là có họng kèn bông tiêu âm. Ô, cái thùng này là vách thoát hơi của nó nằm chéo nằm vát này. Đấy, đây là bông tiêu âm của chú ấy. Đây nữa, khoang dưới đây. Ai à, đúng đời đầu nha, đúng đời đầu, đúng đời đầu, nó kiểu này. Bị mất một cái mạch kia rồi, phân tần hình như là bị e bay rồi phải. Phân tần chú đưa nó khác, không phải là phân tần loại cắm này đâu. Đấy, phân tần mạch này thì nhiều tiền lắm. Đấy, dưới đây chú bắn 5 cái bánh xe, một chiếc là 5 bánh xe, bắn ốc xuyên, thùng gỗ dán, ốc chôn gen, thùng xịn đời đầu ngày xưa, mong muốn bán được giá rất cao. Trên là khoang vách thùng để còn nó đỡ tép. Nếu như các bác kêu là đắt thì em nói thật các bác nhé, cái thùng này còn bền gấp 5 lần cái thùng bên em đang bán hiện tại, bền gấp 3 đến 5 lần, xịn hơn rất nhiều. Mà thùng này nếu như vào các bác nào mà đã gọi là chịu chơi những cái thùng xịn rồi thì nhìn sẽ thấy ngay thùng nó cao cấp. Riêng cái tiền ngày xưa, tiền gọi là tiền phụ kiện như ốc ke này, cái tiền như ốc ke này này, các bác đi mua cực kỳ nhiều tiền luôn. Riêng cái tiền phụ kiện của con 725 này, nếu như y hệt này, tiền phụ kiện là có họng ke này, ke góc này, này ke góc này, đấy, hậu này, tay sách này, xịn, phải tầm hơn 2 triệu một bộ phụ kiện cá lưới, xịn đấy nhá, hơn 2 triệu bộ. Còn lại là tiền thùng thôi, thùng mà nó đóng cầu ghi này cũng khá là đắt tiền. Đấy, sẽ tháo nốt những chiếc kia nữa thì là xong được một đôi, mong muốn bán được cái giá cao. Còn như thùng này với bên em mới thì 4.600.000 một đôi bao ship, còn đây là giá là 3.500.000 là cả thùng cả phân tần. Riêng cái quả phân tần thôi đã hơn triệu rồi, mới cứng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam. Thì bây giờ em sẽ tìm cái phân tần em quay cho các bác xem nhé. Đây là phân tần các bác nhé, thì hai đôi thì giá như nhau nên là phân tần là các bác có sự lựa chọn nha. Các bác thích là bảo là kinh anh lấy cái mạch này, nó có cái bóng đèn này thì em sẽ lắp mạch của bóng đèn vào trong cái thùng loa. Đấy, còn nếu mà các bác bảo là anh lấy cái thùng mà nó có mấy con chả nhôm à, 1, 2, 3 con chả nhôm này, thì em sẽ lắp cái mạch này vào trong thùng loa. Và tuy nhiên những cái mẫu này lắp vào thì bên em cũng sẽ cân và matching lại cái phân tần theo một cái quy chuẩn mà có thể phù hợp với loa TEP 750 từ thường hoặc là từ neo. Nên những các bác nào có thích thì liên hệ trực tiếp với em. Giá thì em xin thông báo thẳng là em nhận thanh lý bán hộ và em bán với giá rất cao,
làm sao để là chủ loa xem được video và thấy cái mức giá chênh lệch giữa chủ loa bàn giao cho người bán và người bán bàn giao cho người mua. Đấy. Và giá trên đây là 3,5 triệu một đôi, là không có bao gồm chi phí vận chuyển, chỉ có bao gồm cái chi phí là đóng gói thùng bìa để vận chuyển cho nó thuận tiện, tránh cái trường hợp gọi là xước nếu có thể. Đấy. Còn thùng đây các bác xem rồi, thùng 725 đời đầu, thùng xịn chứ không phải thùng ở Việt Nam. Thùng này Việt Nam là phải tầm 5,5 triệu một đôi thì bên em mới có mà bán và bao ship nếu như Việt Nam mà có nha. Đấy. Trong này thùng là vách đây. Thùng xịn là vách nó chéo chứ không phải là vách nó thông với nhau. Khoang riêng bát dưới, bát trên này. Đấy. Chứng tỏ là bây giờ em mới sờ vào cái thùng xịn nó bắt đầu mới biết được, nhưng còn ngày xưa là không biết cái thùng xịn nó như thế nào. Đấy, đúng rồi các bác, thế đây là thùng bao gồm là cả họng kèn này. Đấy. Gỗ xịn nha, gỗ dán. Đấy, ông thoát hơi đây, có kèn đẹp nữa đây. Như Việt Nam là thùng bên em mới thì nó chỉ có một cái trống đây, một cái trống trên đây ép, còn đây là nó sẽ trống ở giữa. Sơn sàn cát, thùng nhiều cái chỗ nó bị xước này nên là chủ loa là quét sơn là nhìn trông nó không được đẹp lắm, các bác thông cảm. Đây là nhận với mức giá là gọi là thanh lý bán hộ rồi. Đấy, thùng xịn thì em mới nhận, chứ còn thùng Việt Nam nha, em nói thẳng là 1,5 triệu một đôi thùng thôi. Đấy, còn đây là thùng xịn này thì em mới nói thẳng là giá như này. Giờ các bác trừ đi 1,000,000 tiền phân tần, tính ra là có 2,5 triệu đôi thùng thôi. Đấy, thùng này mới em phân tần này mới cũng chỉ 1,000,000. Mà đây là mạch mới cứng như cái gì đâu, đã nỗi làm gì đâu. Đây mạch này cũng thế. Đây. Mới cứng này chỉ có mỗi cái vết hàn nó toe toét nhìn trông nó xấu thôi. Đây. Những cái mạch này mà các bác mua toàn 1,000,000, 2,5 triệu một đôi là chuyện bình thường. Các bác kêu cái gì đúng không? Thùng này. Đây là nhận thanh lý bán hộ nhá. Các bác nào có khen chê thì cứ khen, chê thì cứ chê, mắng thì cứ mắng. Đấy. Nhớ đừng có chửi. Mắng thì cứ mắng thôi, nhớ đừng có chửi. Đấy. Thùng xịn thì mới bán ra đó. Đây nữa. Đó. Đúng kiểu thùng xịn không? Bông là bắn này, thùng là vách chéo này. Đấy. Nghiêng lên bao nhiêu độ rồi? À, biết thế nào. À, mấy ông nữa em sẽ báo là ông chủ xưởng copy này. Copy cái thùng này. Đây là bông, này bông xịn này, bông xịn của hãng này. Hay là gì đó. Thế người ta quét keo này, không biết đúng không. Đấy. Bông này, xốp này nó kiểu là xốp xoa tường ấy. Đấy. Đây nó có nữa này. Đấy, dưới này là nó sẽ như này. Kè góc cẩn thận này, đúng thùng xịn nha. Đấy. Có kè miếng gỗ đây này, xong rồi bắn ke nẹp này. Đấy. Không biết gì bên nào họ nhìn thấy cái này họ có kêu gì không. Thường thường những cái khuy treo này nó sẽ có một cái miếng khóa. Khóa đó rất đắt, tiền khoảng tầm hơn 200 hoặc gần 200 một tấm. Một miếng khóa. Các bác mua sẽ tầm 3 khóa. Một đây, một đây. Và một khóa ở dưới đáy này nữa thì là sẽ treo được cái loa này nghiêng lên bao nhiêu độ đấy. Con này mà nắp vào đen sơ, men cu đen sơ nó vũ trường này thì vẫn nghiêng 15 độ thôi nè, tức ngực luôn. Đấy. Oanh tiếng khiếp luôn. 725 mà có đầy danh trên nóc này gọi là 725F. F viết tắt của fly tức là bay. Đấy. Fly, bay, chứ không phải là fire, fire là nửa. Hot fire tức là diều hâu nửa. Đấy. Này sơn này. Đấy nha các bác nhá. Này nhận thanh lý bán hộ thì được cái giá đó thôi, chứ còn em cũng không biết là liệu có bán được không thôi. Còn nếu mà không bán được thì gọi điện cho chú ơi, giá cao quá. Thế là chủ loa lại bê loa về thôi. Chủ loa lại để trang trí thôi chứ không bán. Đấy. Ok nhá. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong video clip lần sau. Thích phân tần áo nó vào. Riêng phân tần cứ tính 1,000,000 một đôi, phân tần là mới cứng. Đấy, tính ra là thùng có 2,5 triệu thôi, không có phân tần. Mà cả thùng cả phân tần nó có 3,5 triệu. Đấy, hai đôi giá như nhau.
thanh lý bán hộ. Mỗi đôi em được 300.000 tiền công nuôi thợ đóng bìa, thế thôi. Được chưa? Còn kêu đắt nữa là tùy. Các bác thích em cho số điện thoại của chủ loa để thương lượng nha.